nhau bao nhiêu là vừa. Anh ơi mình đã gặp nhau bao nhiêu lần, có lúc ta hay giận hờn vu vơ. Anh chẳng nói còn em là yêu. Anh ơi mình đã hiểu nhau đến bao nhiêu rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao anh không ở đây bên em lúc này? Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Em mong sao ngày trong qua. Anh ơi lần này yêu anh chỉ có hàng me mới hiểu lòng em. Anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau. Anh ơi mình hãy bên nhau đến suốt cuộc đời. Rồi test luôn cái mùi nè, test luôn cái mùi đi cho tổng hợp cao to đen rồi. Sao em? Để sau đi. Em sẽ test sau. Được không vui? Ok. Rồi, nói chuyện nhau đi nào. Thấy anh sao? Dạ, em thấy anh nói là cao. Cao à? Dạ, cao. Cao to và sau thì với lại em cảm thấy qua những cái chia sẻ ban đầu của anh á thì em thấy anh là một người thật thà. Có thật thà. Thật thà, chất phác. Chất phác có. Dạ, có sao nói vậy? Có sao nói vậy, thấy rồi. Không có như người ta nói này đồng do, không có nói như là nghe thẳng vậy đó. Còn anh thì sao ạ? Anh có cảm nhận như thế nào về em ạ? À? Em thì không... Ok. Bà Vân. Trời ơi, cô bé xinh xắn. Mời bạn trai. Rồi, mời đi em. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Nguyễn Thị Á Tín. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Em nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em trai. Chào chương trình. Chào Nguyễn Linh với đầu chị Hồng Vân. Em tên là Vui, quê ở Cần Thơ. Năm nay em 30 tuổi. Làm nghề cây khí. Sống ở Bình Tân. Đã hết rồi. Bạn gái, cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hài hước, nhanh bắt chuyện. Vui vẻ thì em hợp trong đây rồi đó, anh đây tên Vui đó. Dạ, em có một cái ưu điểm là nổi bật nhất là nói nhiều à. Sau này lúc đầu là ưu điểm đó mình nói chuyện, mình có rất nhiều chuyện để chia sẻ với các bạn. Rồi bên đó là sao? Bên đó ưu điểm là gì, khuyết điểm là gì? Em chỉ là ưu điểm là ít nói chứ hiền lắm. Em có lắng nghe không? Có lắng nghe chị. Nhưng em ghét giả dối như căng thật á. Ủa là sao? Ý là em ghét cái dấu nhưng mà hết căng thật đó, như chị con căng thật á. Chàng ơi. Chị. Sao rung dữ vậy Vui? Tại em hơi hớp. Hồi đêm qua có ngủ không? Qua mất ngủ luôn á. Là tại vì hôm nay tham dự chương trình đó đúng không? Dạ, hôm nay nghe chương trình này thấy lo ngợp suy nghĩ cái gì đó, ngủ không được, nằm lát tay chán hoài. Vậy đó hả? Em có nghĩ là hôm nay em sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình không? Em cũng còn nguyện, không biết sao. Làm gì nôn vợ dữ vậy? Tới rồi, muốn vợ quá rồi. Vui quá, cười vậy thoải mái. Ừ đó, vậy thoải mái. Bây giờ yên tâm đi, ở đây có chị Hồng Vân với anh Huyền Linh. Bây giờ mình tỉnh rồi đó. Tình yêu của mình sao rồi? Yêu mấy lần rồi? Em chưa có yêu ai hết chị. Chị cũng trong trắng vậy. Thì không vậy? Dạ. Tại lý do gì? Tại em nói là làm với ít, cũng ít cho lưu với người ta rồi. Không có quen ai vậy rồi. Có ngày làm gì ở nhà bấm điện thoại với làm trong phòng không đi đâu nhé. Sao mà không có tiếp xúc với phụ nữ được? Cái ít gặp lắm, gặp như là mấy người thằng ông với bà phụ nữ không à, chứ không có như là gái vậy gái thích lắm. Vui vui ví dụ em thấy con gái em có thích, thấy cô rung động gì không? Thấy con gái đẹp mình thấy ước gì mình nghĩ là vợ mình á, trời ơi. Có bao giờ nắm tay phụ nữ chưa? Có hả? Nắm tay ai vậy? Giao tiếp như là cái phụ nữ như là mình giao lưu vậy đó. Có rồi bắt tay. Đó bắt tay. Trong đầu em á là cái người phụ nữ của em phải như thế nào? Thì chỉ cần như là một dâu hiền chứ hảo thôi, như là phải đẹp làm sao, phải da, phải như thế nào hay là đẹp với chị được rồi. Đẹp với chị được rồi.
Cũng có chút chút. Cũng có chút chút. Tình yêu của em sao nè, nói cho anh Linh nghe đi. Dạ, chào Linh. Dễ thương. À, tình thường của em thì em đã trải qua được 2 mối tình rồi ạ. Kết thúc của em là cách đây đã gần 3 năm rồi ạ. Dễ thương lắm, vui. Em nghe nãy giờ anh nói chuyện, em cảm giác người đàn ông như thế nào? Em cảm giác như ảnh là người thật thà, hỏi gì nói đó gì á. Đúng rồi đó. À, cái người đó thẳng như ruột người đó. Dạ. Thành ra nữa em hỏi gì nói đó. Dạ. À. Em sẽ khai thác triệt để. Triệt để luôn nha. À, thì khoảng bao lâu em có thể đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Tầm khoảng 1 năm ạ. Cưới liền đúng không em? Cưới liền đúng không kìa? Ừ, cưới liền 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 là bao lâu ạ? Nếu là đồng ý là em rước em về Vinh liền à. Có sao nói vậy người ơi đó, rước liền luôn. Dạ. Anh đi dài. Dạ, hôm nay em đi với mẹ với lại một người bạn đồng nghiệp ạ. Mình xin kính chào MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Ái Tín. Mình thấy anh vui thì cũng được đó, nhưng mà mình không biết ý bé Tín như thế nào. Giống mình thấy anh vui thật thà, cũng cao ráo cũng được. Mẹ nói vậy rồi đã, cảm ơn cô nha. Dạ. Nhưng mà với em á, em thích mẫu người đàn ông thế nào? Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là bạn một bạn trai cao ạ. Cao từ 1m7 trở lên ạ. Được. Chân thành, trung thủy. Gu của em là cao to đen hôi ạ. Cao to đen hôi đủ luôn. Thôi hồi tự em tìm hiểu ha. Hồi tôi không biết nha. Dạ, cái đó để em test gì. Để em test ha. Vui đi với ai? Dạ em đi có mình không? Mình Linh đi. Thì trên đây có bạn bè, bà con gì không? Có bạn mà, bạn có chị nữa. Ừ, không có bà con đây vậy chứ hả? Không. Rồi, đây có mọi người ủng hộ em nha. Dạ. Cố gắng lên. Bây giờ anh mở rào cho em nói chuyện với cô gái Ái Tím bên kia nha. Dạ. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô thoải mái lên nha, đừng có căng thẳng như nãy nha. Đó. Rồi tới luôn. Chúc mừng anh. Rồi tặng quà. Em chào anh ạ. Nhân ngày anh gặp em kỷ niệm anh tặng em quà. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Dạ. Trả em cái dụng cụ nè, đó em tặng mọi người bài hát hay gì vậy? Rồi, vui đứng gần gần đi nghe đi cho nó tình cảm vui. Dịnh dai rồi coi. Anh ơi một ngày gặp nhau bao nhiêu là vừa. Anh ơi mình đã gặp nhau bao nhiêu lần. Có lúc ta hay giận hờn vu vơ. Anh chẳng nói còn em là yêu. Anh ơi mình đã hiểu nhau đến bao nhiêu rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao anh không ở đây bên em lúc này? Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Em mong sao ngày trong qua. Anh ơi lần này yêu anh chỉ có hàng mê mới hiểu lòng em. Anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau. Anh ơi mình hãy bên nhau đến suốt cuộc đời. Rồi test luôn cái mùi nè, test luôn cái mùi đi cho tổng hợp cao to đen rồi. Sao em? Để sau đi. Em sẽ test sau. Được không vui? Ok. Rồi, nói chuyện nhau đi nào. Thấy anh sao? Dạ, em thấy anh nói là cao. Cao à? Dạ, cao. Cao to và sau thì với lại em cảm thấy qua những cái chia sẻ ban đầu của anh á thì em thấy anh là một người thật thà. Có thật thà. Thật thà, chất phác. Chất phác có. Dạ, có sao nói vậy? Có sao nói vậy, thấy rồi. Không có như người ta nói này đồng do không á, nói như là ngay thẳng vậy đó. Còn anh thì sao ạ? Anh có cảm nhận như thế nào về em ạ? À? Em thì không ok. Dạ. em có thể hỏi anh một vài điều được không ạ? Hỏi đi. Dạ. Em đang lắng tai nghe. Dạ anh ơi, nếu như mà hai
với anh đó mà mình tiến tới mối quan hệ thì anh mình sẽ ở đâu, anh mình sẽ về quê hay là mình sẽ sống ở đây ạ? Còn nếu anh thích về quê thì anh về quê ở đây, ở đây, ở đây. Em nghĩ đó là ta thích sợ luôn, ta thích tạm biệt ở đây luôn ạ. Dạ. Anh chốt hạ giùm em luôn rồi ông mình một A, tức là em có A hoặc là B ok à? Cái đó không thì em không tính làm lập nghiệp ở đây mà em cũng dễ lắm, ta sống đâu được, đâu có nào chỗ nào sống được thì sống hả? Anh có điều gì muốn hỏi thêm về em không? Anh hỏi cho em nhiều là em thích nói lắm, anh tạo điều kiện cho em nói. Anh chỉ muốn thích nghe em nói thôi chứ không có gì. Thì hỏi tao mới nói chứ, hỏi đi. Dạ. Nói nghe này, nãy người ta hát rồi, giờ em có hát được cho người ta không? Được chị, hát liền luôn. Rồi nắm tay hát bài tặng cái coi xung xung với coi. Mời anh. Thơm quá. Gõ cửa trái tim quan em đường vàng, gõ hồn tay tay nắm cánh thận rơi. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi, nhìn vô mắt của người ta là quên luôn, quên hết. Nút bên kia kìa. Đó. Em bấm trước luôn này. Thì tùy em à. Rồi bấm luôn rồi đó. 1 2 3 hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Sao vậy? Dạ. Em không có ngại việc làm dâu, nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như mà mình có ba mẹ mà mình đã ở ba mẹ ở ngoài quê thì em sẽ cảm thấy rất là sự lo lắng. Thì em nghĩ là có thể là khó có thể mà anh có thể chúng ta cùng chí hướng tiếp tục ở sống ở Sài Gòn được. Sống được, được mà. Ở dưới quê á còn 5-6 anh chị em, 7 người đâu mà. Anh này anh rất là chân tình dễ thương luôn á. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn. Các bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình. Cố lên nhà vui nha. Dạ. Cố lên nha. Ha, đây em đi bên đây. Và như vậy trong số này chúng ta có một cặp không bấm. Do đó là khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Nếu như các bạn tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò.